tóm tắt trình tự các triều đại quan trọng trong lịch sử Việt Nam. 1. Triều đại Hồng Bàng từ khoảng thế kỷ 23 trước công nguyên đến thế kỷ 3 trước công nguyên. Gồm 18 vị vua thuộc họ Hùng, theo truyền thuyết dân gian. Vị vua cuối cùng là Hùng Vương 18. 2. Triều đại Thục từ năm 257 trước công nguyên đến năm 207 trước công nguyên. Được lập ra bởi Thục Phán sau khi thôn tính Văn Lang. Thục Phán đưa ra cách trị quốc gia phong kiến đầu tiên tại Việt Nam. 3. Triều đại Triệu từ năm 207 trước công nguyên đến năm 111 trước công nguyên. Lập ra bởi Triệu Đà sau khi thôn tính Triều đại Thục. Triệu Đà xây dựng một hệ thống quản lý trung ương mạnh mẽ và mở rộng lãnh thổ. 4. Triều đại Hán từ năm 111 trước công nguyên đến năm 40 sau công nguyên. Trở thành một phần của đế quốc Hán sau khi Triệu Đà bị nhà Hán thôn tính. Việt Nam trở thành một tỉnh quận của đế quốc với quyền kiểm soát tương đối độc lập trong nội bộ. 5. Triều đại Nam Việt từ năm 40 đến năm 544. Lập ra bởi Triệu Việt Vương sau khi xưng vương độc lập khỏi đế quốc Hán. Triệu Việt Vương thành lập một hệ thống quan hệ chính trị và quân sự ổn định, phát triển nền kinh tế và văn hóa. 6. Triều đại Bắc thuộc từ năm 544 đến năm 602. Được thành lập bởi quân Ngô sau khi xâm chiếm triều đại Nam Việt. Trong thời kỳ này, quân Ngô thiết lập một chính quyền tập trung và tiến hành cải cách pháp luật. 7. Triều đại Đinh từ năm 968 đến năm 980. Được thành lập bởi Đinh Tiên Hoàng sau khi chấm dứt thời kỳ phân tranh loạn lạc. Đinh Tiên Hoàng củng cố quyền lực, xây dựng hệ thống hành chính và quân đội mạnh mẽ. 8. Triều đại Lê Sơ từ năm 980 đến năm 1009. Được thành lập bởi Lê Hoàn sau khi lật đổ triều đại Đinh. Triều đại Lê Sơ đặt nền móng cho sự phục hồi và phát triển của đất nước sau thời kỳ độc lập bị đe dọa. 9. Triều đại Lý từ năm 1009 đến năm 1225. Được thành lập bởi Lý Thái Tổ sau khi lật đổ triều đại Lê. Triều đại Lý đưa đất nước đạt đến đỉnh cao văn hóa, xây dựng các công trình kiến trúc nổi tiếng như Văn Miếu và Thăng Long. 10. Triều đại Trần từ năm 1225 đến năm 1400. Được thành lập bởi Trần Thái Tông sau khi lật đổ triều đại Lý. Triều đại Trần đối mặt với nhiều cuộc xâm lược của nhà Mông Cổ và thành công trong việc đánh bại các quân địch. 11. Triều đại Hồ từ năm 1400 đến năm 1407. Được thành lập bởi Hồ Quý Ly sau khi lật đổ triều đại Trần. Triều đại Hồ có một thời kỳ ngắn ngủi, nhưng tạo ra nhiều cải cách trong hệ thống chính quyền và pháp luật. 12. Triều đại Lê Trung Hưng từ năm 1428 đến năm 1788. Được thành lập bởi Lê Lợi sau khi lật đổ triều đại Hồ. Triều đại Lê Trung Hưng đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng và phát triển của văn hóa, chính trị và kinh tế Việt Nam. 13. Triều đại Tây Sơn từ năm 1788 đến năm 1802. Được thành lập bởi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ sau cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Triều đại Tây Sơn đánh đổ triều đại Lê Trung Hưng và tiến hành cải cách xã hội và quân đội. 14. Triều đại Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Được thành lập bởi Gia Long sau khi lật đổ triều đại Tây Sơn. Triều đại Nguyễn chia thành hai giai đoạn, Gia Đinh 1802 đến 1883 và Đại Nam 1883 đến 1945. Trong thời kỳ này, nước Việt Nam trải qua nhiều sự thay đổi và tác động từ phương Tây. 15. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1945 đến năm 1976. Được thành lập sau khi Việt Nam chiến thắng Pháp và đạt được độc lập. Cộng hòa Việt Nam được chia thành Bắc và Nam Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. 16. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Được thành lập sau khi Bắc và Nam Việt Nam thống nhất thành một quốc gia duy nhất. Việt Nam thống nhất hiện đang tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa